Diễm Thi, Hòa Ái và Trân Dư thân mến chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta. Thưa quý vị, hàng năm người Việt Nam đã bỏ ra hàng tỷ đô la để mà chữa bệnh và làm các xét nghiệm y khoa ở nước ngoài. Đó là con số được chính Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra trong dịp vào Đà Nẵng dự lễ khánh thành tòa nhà đa năng 11 tầng tại Bệnh viện C Đà Nẵng sáng 22 tháng 2 vừa qua. Con số hàng tỷ đô la khiến cho nhiều người không khỏi thắc mắc là tại sao mà các bệnh nhân trong nước phải ra nước ngoài chữa bệnh khi mà bác sĩ giỏi cũng như là trang thiết bị y tế trong nước thì không thiếu, là chủ đề của chương trình Cuộc Sống Quanh Ta kỳ này. Theo Hòa Ái thì nguyên nhân tại sao mà người bệnh ở Việt Nam cứ phải ra nước ngoài chữa bệnh? Dạ thưa chị Diễm Thi và anh Trân Như, trước tiên thì Hòa Ái nghĩ có thể khẳng định một điều là khi người ta đi ra nước ngoài chữa bệnh á, thì phải có tiền mới đi được. Dạ. Dạ, thì ngoài ra thì cũng có một vài trường hợp là Hòa Ái thấy là người thì rất là nghèo nhưng mà vẫn đi nước ngoài chữa bệnh là do họ nhận được tài trợ của một cái tổ chức nào đó. Quay lại câu hỏi của chị Diễm Thi thì theo Hòa Ái là với cùng một loại xét nghiệm nè, hay là chụp CT hay là các loại chuẩn đoán nào khác nữa đó, với máy móc y hệt trong nước nhưng mà giá cả ở các bệnh viện nước ngoài thì mắc tới 4 hay là tới 10 lần giá trong nước. Thế nhưng mà người bệnh vẫn cứ đi, là vì nhiều người bệnh nghĩ rằng là bệnh viện nước ngoài có phương tiện cao cấp hơn và bác sĩ giỏi hơn nữa. Nhưng mà điều dễ thấy nhất là cơ sở vật chất và cái cung cách phục vụ ở nước ngoài thì hơn hẳn ở Việt Nam. Dạ vâng, Trân Như cũng đồng ý là cái cơ sở vật chất và cái cách phục vụ nó hơn hẳn ở Việt Nam như chị Hòa Ái nói. Ở trong nước thì người bệnh không có đủ máy móc theo dõi và người bệnh là và người nhà đã không được biết cái tình trạng bệnh tật. Đến khi mà tìm ra được cái nguyên nhân của cái bệnh đó thì có nhiều khi nó quá trễ rồi. Hai chị cũng biết là bác sĩ đó thì là cái cách làm việc hách dịch rồi cái vấn nạn phong bì thì phải nói là tràn lan, đặc biệt là các bệnh viện công đó thì là vẫn làm theo cái kiểu lối quan liêu bao cấp. Dạ. Theo ước tính của Bộ Y tế thì mỗi năm có đến hơn 40.000 lượt bệnh nhân ra nước ngoài điều trị và làm chảy máu ngoại tệ khoảng 2 tỷ đô la. Một con số thật là quá lớn so với một nước mà nghèo như Việt Nam. Thì đa số người bệnh là họ chọn Singapore để điều trị. Dạ, thì có những trường hợp là không cần phải ra nước ngoài điều trị nhưng mà bệnh nhân thì vẫn cứ đi là tại vì do tâm lý người bệnh nghĩ rằng là Việt Nam mình không có chất lượng. Trong khi phần lớn những cái phương tiện chuẩn đoán hay là cái tầm kiểm soát bệnh trong nước có đủ mà giá cả chi phí lại rẻ hơn rất là nhiều, chỉ khoảng chừng 1/4 giá ở nước ngoài mà thôi. Dạ vâng, theo Trân Như thì cái cơ sở vật chất là một trong những cái nguyên nhân chính. Cứ nhìn cái bệnh viện ung bướu ở Sài Gòn là cái bệnh viện lớn nhất ở nước bây giờ đó, về chữa trị ung thư thì người bệnh nằm la liệt cả ngoài hành lang, thậm chí là dưới gầm giường, thì người có tiền nhất định là họ phải ra nước ngoài rồi chữa trị thôi, phải không ạ? Muốn kéo giữ bệnh nhân ở lại thì cái ngành Việt Nam y tế đó là phải đầu tư nhiều thứ lắm, cho nên nghĩ là vậy. Và cho nên biết là Bộ Y tế Việt Nam đó đã kêu gọi xã hội hóa về cái ngành y tế, nhưng mà đến nay thì cho nên thấy là hiện tại nó vẫn dẫm chân tại chỗ. Diễm Thi cũng đồng ý với Trân Như là bệnh viện ở nước ngoài thì hiện đại hơn, y bác sĩ giỏi hơn, cung cách phục vụ tốt hơn. Nhưng rõ ràng là người Việt Nam mình cũng có thể làm được như vậy. Với cái số tiền hàng tỷ đô la hàng năm thì mình hoàn toàn có thể xây dựng được các cái bệnh viện cao cấp hiện đại, rồi đào tạo đội ngũ bác sĩ với cái tay nghề giỏi. Vậy thì tại sao mà người Việt Nam không đầu tư cho chính mình và cho các thế hệ tương lai mà lại đem tiền làm giàu cho các nước khác? Xin lỗi chị Diễm Thi, Hòa Ái phải cắt ngang chỗ này, tại vì phải rất là muốn nói. Tại vì người Việt Nam mình á, thường than thở cái câu là ai cũng biết là nói thì dễ nhưng mà làm thì khó lắm. Dạ. Ngay cả bác sĩ trong nước á, khi mà lâm bệnh thì chính họ cũng đi ra nước ngoài chữa bệnh. Dạ. Vì ngoài trình độ hay là kinh nghiệm đọc kết quả các xét nghiệm á, các loại chụp chẩn đoán ở Singapore thì hơn hẳn ở Việt Nam, vì họ được đào tạo con người rất là kỹ. Bên cạnh đó thì chăm sóc hậu phẫu thuật cũng tốt hơn rất là nhiều so với Việt Nam. Tuy nhiên không phải là bệnh nhân nào ra nước ngoài là điều trị là cũng nhận được kết quả tốt đâu. Có không ít bệnh nhân trở về lại nước trong cái tình trạng là tiền mất tật mang, nhưng mà người bệnh thì chẳng biết kiện ai cả. Vâng, theo phó giám đốc của một bệnh viện lớn ở Hà Nội thì 90% số tiền người bệnh chi trả cho dịch vụ, cho phòng lạnh, rồi hoa tươi, thái độ phục vụ, chứ không phải là do cái dịch vụ y tế thực thụ. Theo ông thì các bệnh nhân Việt Nam ra nước ngoài vì một cái lý do để hưởng thụ một cái dịch vụ chăm sóc tốt hơn trong nước. Còn phác đồ điều trị thì hầu hết là đều giống nhau. Về chuyên môn, máy móc, phương thức điều trị ở Việt Nam thì phải nói là cũng không có hề thua kém các nước ngoài. Nhưng mà nếu mà chỉ vì phòng lạnh,
vì hoa tươi, vì thái độ phục vụ, thì Diễm Thi nghĩ là Việt Nam cũng có thể làm được, có thể thay đổi được, không có quá khó. Tại vì biết bao nhiêu là công ty du lịch, mà bao nhiêu khu du lịch rồi khách sạn sang trọng mọc lên, thì cái chuyện mà đổ tiền xây một cái bệnh viện to đẹp cũng là một cái cách kinh doanh. Chứ còn để mất 2 tỷ đô la mỗi thì phí quá đúng không ạ? Dạ, đây là cái một vấn đề phải nói là không có dễ chút nào. Tại vì cần phải có sự chung tay của nhiều ban ngành lắm. Dạ. Khi mà người hưởng dịch vụ được chăm sóc bình đẳng và thể hiện được quyền của mình đối với đồng tiền mình bỏ ra đó, thì chắc chắn là họ sẽ ở lại mà thôi. Và khi mà cơ sở vật chất đã có rồi thì còn cái thái độ phục vụ cần phải được nâng cao nữa. Thì cần phải tuyên truyền cho người dân biết là các bác sĩ trong nước không hề thua kém về trình độ so với thế giới. Dạ vâng, không thể phủ nhận là người dân Việt bây giờ là thích xính ngoại hơn. Đó là một cái tâm lý phải nói là phổ biến với những người có tiền. Nhưng mà nếu cái chất lượng dịch vụ cao mà chi phí điều trị chỉ bằng 1/5 thì chắc chắn là người bệnh lại về nhà tắm ao tao, ta về tắm ao ta. Dạ, dạ đúng rồi. Ngày nào mà người dân còn phải chen chúc nhau trên những cái chiếc giường cũ kỹ nhếch nhác, rồi bác sĩ y tá thì không thân thiện, không niềm nở, không có coi bệnh nhân như khách hàng, thì con số 2 tỷ đô la ra nước ngoài hàng năm để mà mua nụ cười chưa dừng lại. Và cái chuyện bệnh nhân có tiền chọn ở lại điều trị trong nước là một ước mơ quá xa vời cho ngành y tế Việt Nam. Diễm Thi, Hòa Ái và Trương Như thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.